Em đi đi làm quán ăn đồ quá à. Đi kiếm việc làm. À, chú có quen ai có việc làm không? Không. Làm tay chân rồi đó. Massage đâu hả? Massage có không chú? Chân làm massage được không? Vậy lát chú dẫn con vô làm massage nha. Sao mà chú thấy con rồi chú giới thiệu massage vậy? Chú thấy con có khiếu không? Đi ra Nha Trang kiếm việc làm xong rồi ngồi lên chiếc xích lô chú này xong rồi cái chú nói là đi làm massage đi. Ok rồi, nha. Quán này chú. Ok. Bye bye. À, tôi sẽ làm massage ở đây nha. Bye bye bye. Có đâu chú? Có massage không? Xin massage luôn. Để cái gì thì làm được không chú? Dạ. Giờ có massage đâu được? Có massage tay chân luôn hả? Massage tay chân hả? Rồi con làm được không? Dưới con làm được không? Được chứ, được. Tay nó lên, được thủ không? Rồi hôm nay ta bo nhiều không chú? Tay tàu nó bo đô hay đô hả? Trời. Bây giờ chia khách sạn nào đây? Khách sạn nào vậy? Khách sạn... Chú hả? Hồi nãy chú rước con á. À, chỗ đó hả? Dạ. Chú xích lô có nhận không cho con làm chứ? Chú còn dư hai chiếc lô kìa. Chú con chạy với chú. Đôi chiếc chạy hả? Dạ ổn không? Ngày 5 triệu không chú? Hàng quê của ca mà đủ 6 mà. Dạ hả? Chở quê chọn 4, chọn 5, chọn xe 6, 7, chọn. Mà xe là của người ta, xe của chú? Thì chú còn đi dạ phố đồ 5 rưỡi. Thì dọc mình 5 rưỡi còn bó tay rồi ghế ngang 200 rồi nó to, nó nặng hơn á. À nó mập đúng không? Ở, đúng rồi, bên đây hơn hơn xíu chứ. Có 150 à? Ủa mà sao? À, đúng đúng rồi, xe điện. Không đẹp mày chạy. Vô đạp cho xỉu luôn á. Không đẹp mày chạy hay đó. Vậy mai cái gì con điện cho chú chở con kiếm làm massage cho con làm nha. Nha chú. Mai tôi đi làm massage. Hả? Giỡn chú biết thôi. Sao vậy? Sao biết giỡn? Sao giỡn nó thiệt mà. Bây giờ đi ủng hộ chú dẹo chồng thành phố thôi. Thôi giờ là thì chờ tới luôn chỗ luôn. Nhưng mà vẫn ủng hộ được không? Đây à, hôm nay rồi thôi mai Lâm sẽ ở đây và Lâm sẽ đi làm massage nha Lâm ở Nha Trang. Nếu như ngày mai ai mà vô mà gặp massage mà gặp Lâm thì nhớ bo. Mai mọi người. Hello. Hello bạn. Thú vị. Trời đẹp quá nè. Rồi cái gì đi chơi đâu tao đi quay du lịch mới. Đúng rồi. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang đi lang thang trên những con đường quế. Thôi, về khách sạn. Về. Tập gym mệt lắm rồi, muốn xỉu cái nơi rồi. Về xuất trị cái nơi rồi. Thế bây giờ không bà già? Dạ, không bà già. Không bà già là cái gì? Là chú. Không phải tên chất này, tên chất lắm này. À, đang live stream. À. Không nói cái gì á. Ồ, đẹp quá nè, thiệt á. Nói tôi muốn nghe gì chứ trời. Chúng đẹp quá nè. Đào Trinh Nhất. Đào Trinh Nhất. Đúng rồi, Đào Trinh Nhất. Năm rồi. Gần sạch cái mà. Cái này 1 km rồi, tôi đi bộ tới là đi xích lô cho nó mát mẻ. Mát mẻ đồ. Anh Huy lần thứ mấy anh đi Quế rồi? Đây là lần thứ hai nha. Lần thứ hai hả? Ủa gì kỳ vậy? Nói cho đi nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi đúng không? Lần xưa ở Huế. Tao tính chức năm mua anh ơi. Tao tính chức.
Trời ơi. Thưa quý vị là anh không biết đường, đường đúng rồi. Google Map. Không biết đường luôn, thấy thương. Bây giờ nè. Thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Thẳng con. Rồi phải. Đúng rồi. Dạ. Chú ơi cho con hỏi đây là có giật điện thoại không? Ở đây giật đồ không chú? Ở đây giật đồ không? Không không, không. Anh như bù diện mình luôn kìa. Không, không, không. Anh đi chơi như bù diện mình luôn kìa. Quá trời. Ghế như bù diện như vậy nha. Ghế phát triển quá. Quá trời. Đi cuối đường phải phải đi chú. Anh ví dụ vô quán bar ở Huế thì dù mở những bài Huế hương hả? Trở lại Huế thương bài ca khắc trong chết non. Em mỗi Huế mộng mơ sập. Ê, hai anh em tôi đúng chăm chỉ luôn á, hai em ra ngoài đây là hai anh em đi tập gym. Đúng rồi, chúng tôi là yêu thể thao nha quý vị nha, ghét nhậu nhẹt. Đó, bây giờ là khoảng 8 giờ mấy giờ anh em mình sẽ ngủ đúng không? Ngủ chứ, ai coi 2 ngày 1 đêm. Đúng rồi quý vị ơi, bây giờ mọi người mở chương trình 2 ngày 1 đêm lên. Anh em tôi sẽ xuất hiện 6 người đàn ông như vậy nha, tự do tự lo. Tối hôm nay, một đêm duy nhất luôn anh chị ơi. Rồi. Mà hay chỗ là bây giờ ra ngoài đây đi chắc đi xích lô. Mà chỉ ngược đường cho chú xích lô trái luôn. Đúng rồi, chú xích lô là người bản địa nha quý vị nha. Không. Xích lô là người bản địa sớm nha. Đúng rồi. Lửa nước mắt thiệt. Đồ quý vị coi Quế nó phát triển nè. Quế giờ khác xưa quá rồi, quá luôn á. Trời ơi, em cứ tưởng ra đây sẽ buồn lắm quý vị. Ngày xưa cái đây mấy năm anh đi Quế á. Là hả? 8 giờ đóng cửa hết rồi. 8 cửa đóng cửa sạch bách. Vậy hả? Trầm lặng. Còn bây giờ trời ơi ba. Trời ơi, náo nhiệt ba lúp không. Nãy giờ thấy ba lúp bia bọng quá trời luôn. Đường Nguyễn Công Chứ phải chú. Lê Lợi. Đã sắp tới chưa anh Quy? Chưa. Trời ơi, HTV Huế luôn kìa, anh dám vô diễn không? HTV Huế luôn hả? Nghe áp lực vậy nè, đài truyền hình hay sao vậy? HTV Huế. U là trời. Trời, không gian siêu luôn nghe. Trời ơi, phát triển quá như là giống như một thành phố du lịch mà thành phố biển luôn á. Vậy đó, nhạc sập sình rồi, chắc chuyện là đúng rồi. Rồi, xích lô đồ quá trời. Ngày nắng quá hả? Ngày nắng quá. Mà có đạp cái gì đâu. Xe điện mà. Hồi nãy anh tưởng ổng đạp hả? Ủa? Xe gì hả? Xe điện anh ơi. Ủa điện hả? Trời ơi, đạp cho chết thằng chi vậy? Trời đất ơi, nãy giờ mà anh diễn với dai anh thì hùng vậy. Ổng thấy thương lắm gì, ổng làm với bộ ổng làm thì ổng cực khổ, ổng đạp xe lô ổng cực khổ á. Ổng làm cái vẻ mà tảo tần vất vả đó. Mà ổng có làm cái gì đâu. Không, ổng sợ tốn điện đó. Điện hả? Đó. Cái ổng này là thiệt nè. Thấy không, đây. Người tảo tần đây. Đó, thấy không. Ở đây ăn xương ngon nha. Xương hả? Ngon lắm, anh này ngon lắm, anh nhớ là xương. Đó. Anh ăn nhớ hoài á, mấy năm rồi. Xương hả anh? Trời hiện đại quá em ơi. Quá trời. Bao nhiêu năm anh đi nước ngoài về anh thấy Việt Nam mình giờ sao anh? Ôi Phan Tĩnh thấy Nguyễn Huy rồi. Quá trời quá đất, bảy chào các chị. Bảy chào. Ôi thất hồn. Thưa quý vị, lát nữa mà em đang chú công an kìa. Ủa là mình đi đâu cần đổ hiểm con à? Đẹp. Ôi, quá. Phố đi bộ luôn nghe. Đẹp quá trời. Đẹp quá trời đẹp. Cái này phải chụp một bộ ảnh Huế ha. Ngày mai tôi diễn đây nè. Trung tâm nhân quá cộng đồng. Cộng đồng hả anh? Cái này là thường tôi diễn diễn tệ nạn đồ mà, phòng chống tệ nạn đồ mà. Để mình tập kiểu là hai rước kiểu là lâm vô đường tệ nạn quay đầu. Thôi anh ơi, cái miệng anh em sợ anh ơi. Bớt diễn tiểu phẩm là. Hiện đại quá. Y Bà Tuyết nè. Bà Tuyết cũng có một thời nổi tiếng. Ở đây là có cái bánh gì á, cái gì mẹ đúng không? Chú gì mẹ đúng không? Mẹ đúng không? Mẹ Năm Lộc. À, mẹ Năm Lộc. Bữa nay
mấy thằng làm ở đây là bà Hành nữa, bà Hành nữa, là bà mẹ cho bà Hành nữa, bà Hành nữa, bà Hành nữa, được chứ. Ồ, mẹ mẹ gì? Con chào gì? Dạ, đến đó lại trái coi chú. Đó, quá trời, đi xích lô ổng mà phải chỉ đường giống nữa đó. Mà gương bản địa đó chứ. Đi đâu? Dạ, bãi trái chú. Bãi trái rồi, đâu rồi? Đúng rồi, bãi trái rồi. Chợ này chợ gì chú? Công. Ở đây thì không có đèn. Anh ăn cơm âm phủ đây chưa? Chưa. Ở đây có bán cơm âm phủ. Có, biết luôn. Vậy thì cho bà con nghe chơi. Thú vị, bây giờ em sẽ kể sự tích về quán cơm âm phủ. Ngày xưa khi mà ở đây còn là vua chúa rồi đó anh. Đúng rồi. Thì có một vị quan, một ngày nọ họ ổng mới giả dạng thường dân để ổng gọi là đi khảo sát tình hình và dân tình thế thái như thế nào. Thì vô tình ổng đói bụng quá thì ổng mới tấp vô một cái quán. Và lúc đó thì cái bà chủ cũng không biết ổng là quan gì hết. Nhưng mà tiếp đãi rất là nhiệt tình. Nhưng mà trong cái quán nghèo đó với ánh đèn leo lắc. Đúng. Với những cái món ăn rất là đơn giản, bình dân, dọn ra cho vị quan nó ăn. Thế là sau khi mà ăn xong rồi thì khi mà về cung thì cái vị quan đó vẫn nhớ mãi cái hương vị của cái quán ấy. Cho nên mới truyền trong dân gian là ai có thể nấu được cái vị giống cái bà đó. Ủa mà anh biết không anh ồ vậy? Sao anh trực sức cho em nghe khác nữa anh quá vậy? Vậy hả? Nó có nhiều bản, nó có nhiều bản. Đúng rồi, anh là sao? Anh là vị vua hay sao? Ngày xưa là có một cái đoàn thương gia, thương dân bộ đây. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Sau đó cũng giống như em là vô một quán cơm. Cái mở đó không có đèn, cũng là le lắc. Vô các bà tỏ ăn mà hương vị nó quá ngon đi. Nhưng mà nó sợ chứ. Người ta cảm giác âm trì. Có người mới chào anh em kìa. Đúng rồi, em chào lại rồi. Đó, âm trì nên ta mới gọi là không biết thì ghê rợn quá. Cái toàn buôn nó truyền miệng với nhau là chúng tôi ăn quán âm phủ gì đó. Từ đó về sau đó tôi gọi quán âm phủ. Ồ, nó giờ có nhiều vị bạn. Thứ vậy nếu như mọi người coi, mọi người thấy cái vị bạn nào thú vị hơn cũng như là thích hơn thì mọi người comment giúp cho Lâm biết nha. Hiện đại quá à. Hiện đại quá à. Ủa mấy giờ là phố tắt đèn chú? Khuya lắm hả? 2 giờ. Mà mới gần đây đó đúng chú, chứ hồi xưa đâu có vụ mà thấy tắt đèn đâu đúng không? Ờ, mới mấy năm rồi đúng không? Đẹp quá. Thôi tạm biệt mọi người, bây giờ về coi hai nhà một đêm nha, mọi người ủng hộ nha. Bye bye mọi người, bye mọi người. Tới đây anh tới hả? Tới rồi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.